Cảm ơn. Em đưa anh về nhà, em cảm thấy hân hạnh lắm. Giờ đâu khuya lắm rồi, có về nhà anh nghỉ nha. Em đưa anh về nhà mà anh không mời em uống ly cà phê sao? Anh ở một mình thiệt là không tiện lắm đâu, để bữa khác đi. Thôi được. À, bye bye. Anh Siêu Nhân. Trai đường cái chiếu thật là nguy hiểm lắm đó. Em không sợ, em không sợ nguy hiểm mà. Để là một ấn tượng tốt chúng ta có được không ạ? Nè, nghe tôi nói nha, đi về tắm nước lạnh đi, rồi đi ngủ nha. Bye bye. Tôi đã nghe được hết rồi. Anh không cần phải sợ, tôi tới đây cứu anh mà. Mau lên đây. Cô đi vào đó, nguy hiểm lắm đó, chạy mau đi, chạy mau đi. Anh Chi, mình tình như anh em, trong lúc nguy hiểm này tôi đâu có thể bỏ mặc anh chứ. Nếu như phải chết thì để họ giết chung, nếu như bị hiếp để họ hiếp chung. Không có được đâu. Không sai, như vậy không được, để tôi đỡ cổ cho anh luôn. Anh đi đi, anh đi đi. Anh Chi à, Chi à, Chi Mai này cũng chờ tôi lâu lắm rồi mà. Chi, Chi à. Anh đừng cứ đứng đây. Anh đừng cứ đứng đây, chứ mà. Đi đâu rồi? Ê, Mỹ Phạm, em Thi, em Hồng, các em thật là tốt quá. Thức dậy đi. Ê, thức dậy đi. Làm cái gì đây? Anh làm gì hả? Tôi hỏi anh, tối hôm qua anh làm gì? Thì nằm mơ đó. Tôi đã nói là đêm nào tôi nằm mơ thì anh không thể nằm mơ được mà. Anh cứ đi về giấc mơ của tôi hoài, thiệt là bậy bạ quá đi. Chỉ tình cờ vậy thôi mà. Nhưng mà tối hôm qua tốt lắm, nếu không phải tôi cứu anh sẽ mất trình đó. Trình tôi tốt lắm sao? Lần đầu tiên tôi có thể ăn sao? Anh không thể cứu tôi à? Trước kia người ta cứu tôi, sao người ta không hiếp dâm tôi? Ai được rồi, lần sau khi anh bị người ta hiếp dâm á, hít tới khi la làng rồi mới cứu anh được không? Phải, thì cũng được, may là tôi không có cho cái lon tôi thích nhất vào nhà của tôi. Nếu không lại bị anh cua luôn rồi. Ê, anh nói con Trăng hả? Sao anh biết vậy? Trước khi tôi cứu anh á, đã gặp cỏ ở ngoài cửa. Anh đừng nói tôi, anh đã làm gì rồi? Ai thì cũng là một thứ thôi, một trai một gái ở trong xe còn làm cái gì nữa chứ, đúng không? Trong một đêm mình chụp bốn cô gái của tôi mà đều có thể họ ngủ chung với tôi, tình bạn ngàn năm đã đi đâu rồi? Anh đi đâu rồi? Ai nằm mơ thôi mà. Ban ngày nghỉ nhiều, ban đêm mới nằm mơ thôi. Tóm lại làm như vậy là có lỗi với tôi.
Anh nằm mơ mà cũng bị đàn bà hiếp dâm á, đủ chứng tỏ là tự ti mặc cảm. Cái gì? Anh nói tôi tự ti mặc cảm? Anh đánh tôi hả? Đánh đi sao? Ai biểu anh cô mà gái tôi? Anh nói tôi là có lỗi, nói xin lỗi mau. Xin lỗi anh nha. Vậy anh xin lỗi đi. Xin lỗi vừa rồi, nói anh tự ti mặc cảm. Hãy tới giờ đi ra rồi. Mời. 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 Không cần ra, tôi đi taxi. Ê, có xe mà không đi, đi taxi. Bộ dạo rồi hả? Sao anh tấu tôi như vậy? Bộ anh có định tình phải đánh tôi sao? Ê, lên xe trước đi. Lên xe trước đi. Ê, tao đang làm gì chứ? Chuyện gì đây? Nè, một vé 7,5, một vé 9,5. Tại sao tốt vậy? À, có 2 suất luôn à? Anh phải biết cái phim đó chán lắm, có lẽ anh sẽ ngủ gột, không có 2 lần làm sao mà hiểu được. Có phải là tốt cho người nhà không vậy? Anh biết là được rồi. Thế lời cũ nha. Lại thứ lời cũ. Ê, có phải anh em không nè? Ê. Ê, đây là cơ hội tốt để tôi gần gũi đàn bà mà, vậy không thể tồn nguyện sao? Ê giờ, lần nào cũng như vậy à, thật là đáng ghét. Vì nhà của anh phải bấm chuông sao? Đúng vậy, giờ mới nói lên được giai cấp chứ. Nếu không người ta đâu có biết anh có người ở. Ồ. Chú Nhân, ông về tới hả? Hả? Ồ. Anh người quán ở đâu mà nói giọng kỳ cục quá vậy? Phô tô Nhật Bản, rap ở Hồng Kông. À, người máy móc hả? Thật là thông minh, mà tự nhiên. Người ta nói người đàn bà đẹp thì không thông minh. Sao em lại khác vậy? Nó bậy bạ đi. Robot, rút trà. Ngợ quá đi. Ê, đừng có bấm bậy bạ nha. Bấm bậy bạ thì sao? Ê, ê. Ai, đã bị em đừng cứ bấm bậy bạ mà. Bấm bậy bạ. Nè, vậy là được rồi. Không có sao. Anh biểu người robot lại khô cho em thì... Để tôi làm coi, để tôi làm coi. Sao có gì chứ? Im đi. Ê, anh là người robot đó mà. Chú Nhân, xin lỗi. Chú muốn cáo em thôi nha. À, hay quá, hay quá. À, căn phòng trên lầu, em đi thay áo đi. Lên thay đi. Ê, hay quá lên đi. Máu. À. Thưa cô, thay áo. Cảm ơn. Người máy móc cần gì đếm xỉu tôi chứ. Anh Vĩ à, gọi người máy móc đi xuống đi, em muốn thay áo đó. Người máy móc làm sao mà coi được, em cứ tự nhiên thay áo đi. À, phải rồi. Chỉ có một chỗ không tốt thôi. Chỗ nào không tốt? Có sợ không? Tôi thì không tốt đó. Mất mấy gì tới anh, xứng với tôi thì được anh rồi. Anh Vĩ à, tại sao anh không làm người máy phái nổi vậy? Phụ đồ mắt hơn sao? À, không phải. Phái nam thì có thể nói lên những gì mà anh không dám nói với em đó mà. Vậy sao? Nói ra coi đi. À, đúng vậy. Ê, người robot, quay lại. Nói. Anh yêu em là linh hồn của anh. Em là trên mạng của anh, em là trên mạng của anh, em là trên mạng của anh đó. Nghe nhột quá, bắn thuốc khác đi. Ờ. Anh yêu em đi ngủ với anh, em đi ngủ với anh, em đi ngủ với anh nha. Bậy bạ quá đi. Ê, đừng có bấm nút màu đỏ nha, nếu không nó sẽ làm bậy bạ đó. Vậy sao? Đúng vậy. Hết chạy rồi, mình đi ngủ đi, mình đi ngủ đi, mình đi ngủ, mình đi ngủ. Anh đừng nói, anh đừng nói với em rồi mà, đừng bấm bậy bạ, em không nghe lời. Anh Vĩ. Hả? Anh dừng rồi. Anh dừng rồi. Người robot. Người robot. Anh dừng rồi. Người robot. Ẩm trở lại cho tôi. Ẩm ông nội mày. Sao nó không nghe lời anh vậy? Ờ, có lẽ bị hư máy mà thôi. Chờ chút nha.
À, em móc mắt của nó ra, dặn hai cái là được rồi. Đó. Chủ nhân, tôi hết chuyện rồi. Hay là mình lên phòng nói chuyện nha. Người máy móc này ghê gớm quá đi. Được, được. Đưa cô, hôn tôi một cái đi. Hôn cái đầu của mày. Được. Lập tức về phòng người ở, nếu không sẽ tháo mày ra từng miếng đó. Đi. Đi thì đi. Người máy đi rồi. Đừng phá đám nha. Ừ. Kiểu nào đây? Dễ thôi mà, xuống xe, lo vô này. Dạ cảnh sát nha. Ê, lái xe kiểu nào đây hả? Anh bạn, chúng tôi là đội viên hộ kỳ binh. Ờ? Chỗ này sắp bị ăn cướp ngang à. Sắp bị ăn cướp. Thôi rồi, khỏi chỗ này đi. Ờ. Đúng đó, phong tỏa hiện trường, để cho mình anh đi thôi. Ờ, được, được. Nhớ lên. Ờ, được. Đó nhiên đi rồi. Cái chiếc xe đi này lúc nào cũng được mà. À, không sợ hay. Thì... chạy, chạy, chạy. Ê, ăn cướp gì đó? Sao lại vô vậy cả? Lên chạy núp đỡ đi. Ờ, chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu vậy? Chạy đi. Ê, làm gì? Ôi, cái gì vậy? Đi lộn xe nào? Lộn xe vậy? Đi, bắt dịch. Đi, đi, xe đi chạy. Xe chạy không? Gọi về tổng đài, gọi về tổng đài. Nhìn đi rồi, ua. Anh hai à, làm sao có cảnh sát đó hả? Đánh nhanh lên. À, anh hai à, đánh nhanh lắm rồi, bộ tưởng máy bay sao? Phải lên nhanh lên máy thuốc cần tin. Máy điện liều. Ờ, vậy có nghĩa là anh không có cách nào chứng minh anh đó là trong sạch phải không hả? Hả? Anh đâu có cách để chứng minh tôi là cướp. Hả? Dám ăn nói như vậy với sếp hả? Nói vậy không phải sao? Anh tưởng tôi là gì? Tôi là công dân lương thiện mà. Mà thích cái sư đồ chơi. Nhận tôi đồ chơi biết khóc không? Có thì sao? Bất bình biết khóc là do tôi thiết kế ra đó. Thử hỏi, một người có thể tạo ra đồ chơi như vậy à, dạy cho họ trở thành dịu dàng, tôn khiết. Sao lại làm ăn cướp chứ? Ờ, thì ra búp bê biết khóc á là do anh thiết kế hả? Ừ. Một con búp bê như vậy bán cả trăm bạc đó. Đâu cần phải giật tiền chứ. Mày đứng là ăn cướp.
Nếu tôi làm cướp thì con cái của anh cũng làm cướp. Tại họ bắt tôi phải mua búp bê mà. Không phải, họ là hâm dọa tôi thôi. Tôi là tự nguyện đi mua. Vậy ăn cướp là anh đó mà. Không phải là tôi, là anh. Là anh lợi dụng tình cảm cho con chúng tôi đi giật mà thôi. Tôi không ăn cướp. Anh nha, anh lợi dụng 150 bạc để đi lừa gạt tình cảm của con mình. Anh nói đâu? Anh đưa liêm sĩ, anh ăn cướp. Tôi không phải, anh đâu phải. Tôi không phải, anh phải. Anh dùng 150 bạc đó đi sỉ nhục cái trinh tiết tệ của tôi. Tôi không phải ăn cướp, anh đâu phải. Anh đừng có chơi nữa, khi không anh vu cáo tôi, ăn cướp. Mày cái đâu vô duyên? Anh mới vô duyên. Mày mới là vô liêm sĩ. Anh mới là vô liêm sĩ, anh đi ăn cướp đi. Đẹp đi. Bác Silo. Bác sĩ Đào. Tình trạng của bệnh nhân là sao? Trái tim và huyết áp của nó không có phản ứng. Trên lý luận thì là một người chết. Nhưng không biết tại sao làn sóng điện não còn mạnh hơn là người bình thường vậy. Phải ha. Sức sống của nó mạnh lắm đó. Thật là khó hiểu. Vậy mình làm sao ký giấy khai tử cho nó đi? Lúc xưa có tình trạng này không hả? Theo như tôi biết thì đây là lần đầu tiên thôi. Vậy anh có đề nghị gì? Lập tức báo với người thân nhất của nó. Anh muốn kích thích đánh người hả? Có thể nói gì? Thế kỷ luật hắn không có người nhà ở đây. Như vậy kiếm bạn thân bạn đi kỹ tâm gia cũng được. Nè, cái vụ của bé biết khóc á, thôi mình bỏ qua đi. Được, bỏ qua thì bỏ qua. Ủa, thì không anh tốt bụng cái gì? Chúng ta bắt được cái bọn cướp, muốn anh nhận người thôi. Nhận người? Biết tôi đi nhận cướp à? Nghĩa là biểu tôi đi bọn cướp nhận thôi. Xếp bài, đừng chơi như vậy mà. Cảnh sát đâu có dẫn chơi với người tốt chứ. Anh không biết có cái thứ kiến không trong suốt sao hả? Không trong suốt sao lại đem miếng kiến chứ? Thì là cái miếng kiến này nè. Anh ở bên đây đó thì có thể nhìn thấy họ, nhưng mà họ thì không nhìn thấy anh đâu. Không cần phải gấp, từ từ nhận đi hả? Sếp Mai à, lúc tôi gặp họ đều lấy giới chùm đầu mà, bây giờ làm sao nhận đây? Được mà. Sư tỷ à, làm ơn cho mượn đôi giới đi hả? Lấy giới đi. Nè, anh chùm chiếc giới lên nhận họ, thì cũng như là họ chùm chiếc giới lên nhận anh vậy thôi mà, như nhau thôi. Nè, giới nè. Tôi không cần đâu. Được, chờ lát nha. Gọi đám mất dịch đó qua đây đi, để miệng sát cho tâm chiến nha. Được chưa? Quay qua đây. Được. Nè, bây giờ cái tướng của tụi nó như là đã mang chiếc giới rồi. Anh từ từ nhận nha. Thằng này là sếp ai à? Là nó hả? Không sai. Nó là quá đất trò tôi không nhận được mà. Đừng có nói gì xấu lại túi nữa, còn làm vách nữa. Đóng binh cho nó đi, đóng binh cho nó chết luôn đi. Đừng có vô ăn cho tao nha hả? Làm sao mà Ê, sao nó tôi đứng bên này, họ nhìn không thấy tôi mà. Không trong suốt đâu phải làm miếng gương chứ hả? Vì con búp bê biết khóc tôi mà anh chơi như vậy á? Cảnh sát anh cũng đi tình hả? Anh thiệt là một người tốt hả? Hết chuyện rồi, anh có thể đi về. Bây giờ hãy lợi dụng rồi thả tôi đi về. Anh Mập à, anh bạn của anh sắp chết rồi, tới nhà thương gặp anh một lần cuối đi. Đi gặp lần cuối đi. Cô ta, ở phòng thủ tục ở đâu? Ở đằng kia. Cảm ơn. Xin lỗi nha. Cô à, xe này đâu nhập cảnh vậy? Xe của nước Đức đó. Không phải, ý tôi là xe này đẩy từ phòng nào ra? Từ phòng thủ tục. Anh gì? Anh về ơi, bắt nhau thôi anh về ơi. Anh về ơi. Anh về ơi. Hai bà lớn tuổi hơn anh nhiều chưa đi đời. Anh trẻ tuổi mà đi đời nữa. Vậy anh trẻ. Ông là bạn già của anh mà, sao không khóc tiếp đi. Xin lỗi nha, tôi khóc lâu thôi. Cái đồ điên là thiệt. Đồ điên. Anh vô đây làm gì? Anh là bà con của người này phải không? Phải. Anh thì là bà con bệnh nhân này sao? Phải. Ông không tin à? Có chút trình. Tại vì anh nhìn thấy bệnh nhân không có phản ứng, lại không đau buồn. Tình cảm đau buồn của chúng tôi đều gạt ở bên ngoài. Bây giờ muốn khóc, không khóc luôn đó. Khóc không ra nữa đó. Anh thật khóc không ra hả?
anh là người thân của anh đó. Bây giờ trái tim của anh đã ngừng đập, huyết mạch đã ngưng rồi, có khóc gì mà người chết chứ. Nhưng mà anh cũng không khóc ra hả? Anh không phải là người đó. Phải, anh không phải là người. Tại sao bắt người ta khóc chứ? Không khóc có tội đâu. Cũng không phải có tội đâu, nhưng mà anh không muốn khóc quá thì đừng khóc nha. Anh thiệt là xấu quá rồi. Bao ngày tôi khóc qua ngủ một trận rồi, bây giờ bắt người tôi khóc biểu đừng khóc nữa. Bây giờ khóc hay là không khóc đây? Khóc thì không phải, không khóc cũng không phải. Chửi đi, chửi đi. Chửi anh. Tiếp tục chửi anh đi, tiếp tục chửi anh đi, chửi đi. Chửi đi, chửi đi. Chửi cái gì? Anh muốn cứu lại anh thì chửi tiếp đi. Con người anh tốt như vậy, tao được tướng tá đâu mà, tao có đáng chửi chứ. Vậy là anh chửi nhân cách của anh, tướng của anh, đạo đức của anh, kỹ thái độ của anh, cái gì cũng có thể chửi được mà. Lúc xưa tôi chửi hết rồi. Anh nghĩ coi, anh có lỗi gì với anh? Có, tôi chết rồi. Cái gì? Nhưng mà tôi đã tha lỗi cho anh hết rồi. Thì kêu anh chửi thì chửi đi. Anh không có tình cảm, không có tình bạn, không có tình thân, cũng là một đoạn giật máu lạnh đó biết chưa hả? Tại sao đánh tôi đó? Không muốn tôi đánh anh đó thì anh chửi mau lên đi. Anh thiệt là báo hại, do nhà thương cũng báo hại, tôi bị người ta chửi. Làm anh em với anh thì không có ích lợi gì đâu. Con gái thì anh cua hết luôn, có chuyện là anh nên làm hết. Thậm chí tôi mơ bị đánh con gái em dâm, anh cũng tới bắt đánh tôi nữa. Anh thiệt là khổ nạn ơi. Chửi đi, chửi đi, tiếp tục chửi đi. Mày đúng là con chó, có gì thì tao gánh, có nạn thì tao đỡ, có lỗi thì tao chịu, có gái thì mày chơi hết luôn. Tiếp tục chửi, chửi đi, chửi nữa, chửi nữa. Quen mày nhiều năm rồi, mày đi chết đi. Tao nói bí mật này cho mày biết nha, mày biết tại sao con nào đỡ ông kia nói với mày không hả? Tại vì cô thích tao đó, nên hôm đó cô Linh vào ở trong vòng của anh đó, cô qua vòng tao. Còn nữa nha, tao đã gặp được cây đèn thần, ông cho tao ba điều kiện, ba nguyện vọng, tao xài hết trai cái rồi, chưa lại một cái cho mày đó. Đừng có ba xào. Anh tên lại đây, anh gì ơi, tên lại anh gì ơi. Miệng mày thúi quá, tránh ra đi. Anh nói miệng tôi thúi, cảm ơn ông nha, ông đã cứu lẹo rồi, đi tập phong thật mình không anh. Anh gì ơi, tên lại đây anh gì ơi. Xin lỗi cho tôi trễ. Không có sao. Đi đâu phòng hội nghị không phải vòng cấp cứu mà tới trễ chút có sao đâu chứ. Để tôi giới thiệu nghe, đây là bác sĩ Hồ. Chào bác sĩ Hồ. Chào anh. Đây là bác sĩ chủ nhiệm chữa trị người bệnh nhân đó. Chúng ta bàn lại vấn đề vừa rồi. Có phải viện nghiên cứu muốn nhận người bệnh nhân này không ạ? Để làm thực nghiệm nghiên cứu về làn sóng điện não của con người. Tôi muốn nghe các vị có ý kiến gì về bệnh nhân này. Anh thật là may mắn. Không phải. Ý của tôi nói là thông thường một con người trái tim bị ngừng đập và máu không lưu thông thì đại não sẽ bị mất oxy trong một thời gian ngắn. Chứ dù chữa lành lại cũng sẽ bị bệnh si mê. Nhưng mà bệnh nhân này là không có hiện tượng gì hết. Tôi thấy thật là lạ lắm. Cho nên ở trong cột nguyên nhân được lành bệnh đã điền hai chữ may mắn. Một danh từ không có trong y học của khóa này phải không hả? Trên lý luận, ý chí của một con người ảnh hưởng rất lớn tánh mạng và bản thân. Trước đây cũng có nhiều lệ lắm. Bệnh nhân nhờ có sức sinh tồn, dẫn mạnh là để chiến thắng bệnh tuyệt chứng. Theo quan sát của tôi, bệnh nhân này không phải là người có ý chí kiên cường. Tôi đồng ý ý kiến của anh, tôi có nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh, nếu mà như phát hiện mình là có tuyệt chứng thì sẽ làm sao? Nó sẽ đi tự tử ngay đó. Tôi phân tích theo bản trả lời tâm lý của bệnh nhân này. Anh là một người đàn ông điển hình có trí thượng ở trình độ trung đẳng. Ủa? Cái gì là một người đàn ông điển hình? Nghĩa là anh sẽ dùng rất nhiều thời gian, tiền bạc và suy nghĩ để đi cô gái. Không phải. Mà ý của tôi là quen biết nhiều cái khác. Tôi tin rằng các vị ở đây đều là những người đàn ông điển hình đó. Vậy thì đúng. Hay là răng sữa xong rồi đi nhảy đầm nha. Hay là đi thành Trung Quốc đi. Thành Trung Quốc khá lắm mà. Đi thành Trung Quốc à? Đi Đại Phú Hồ đi. Được. Đi Đại Phú Hồ? Không phải. Đưa người bệnh nhân này tới viện nghiên cứu của tôi. Tôi tin rằng viện nghiên cứu về làn sóng điện não nhất định sẽ có một điều mới lạ xảy ra. Ông viện trưởng, cảm ơn ông đã đề cử người bệnh nhân này cho tôi. Ai có tháo xuống được chưa? Ai kiểm tra cái gì chứ? Bắt tôi đeo cái thứ này đeo lên như vậy. Nói cho anh biết, anh cũng không hiểu đâu. Bây giờ đang kiểm tra tần số hấp của người của anh đó. Vậy cho tôi coi tạp chí sexy là được rồi. Cần chỉ đeo cái này. Sách dây là dùng để kiểm tra trình độ khuếch trương của con người, không phải là dùng kiểm tra tần số hô hấp đâu. Hay là kiểm tra trình độ khuếch trương của con người trước nha. Là trái vô là cái gì? Sao là phiền phức quá vậy?
Ủa, cô không phải là cô Mộc đó. À chà, cái tay mướt rượt. À, tôi nhìn không thấy gì hết. Sao anh thắm mắt kiến xuống vậy chứ? Bây giờ tôi thật không nhìn thấy gì hết. Con người đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào nên bị rất là nghiêm trọng. Một chút nữa sẽ không có sao đâu. Sao hả? Thấy gì không hả? Không nhìn thấy. Bây giờ đã thấy được chưa? Chưa. Vẫn còn chưa. Có đợi chút không? Vẫn còn không thấy gì hết. Không thể nào đâu. Tôi chỉ nhìn thấy tướng của cô thôi. Ừ. Ê, huyết áp của tôi có bình thường không? Nếu như anh không đem mắt kiến lại và nằm xuống thì cái gì cũng không được bình thường. Cô em à, nếu như cô em xuất hiện thường xuyên bên tôi, cho dù con ngươi hô hấp nhịp tim, nhịp mạch, làn sóng điện não, tế bào não đều bị không bình thường cũng đáng đó mà. Cô em, cô em, mình là bạn nha, được không hả? Được mà. Thật sao? Tôi kiếm được bạn của anh đang chiến dĩ rồi. Thật sao? Cô có nói tôi ở đây không? Có, anh nói rảnh sẽ tới thăm anh. À, cảm ơn. Một tiếng đồng hồ sau anh đến phòng thực nghiệm tìm tôi. Anh có biết cái này là cái gì không? Bàn tay đẹp là bàn tay cầm bóng gồ. Đàng hoàng một chút có được không? À, được. Nè, bông gò nhẹ lắm. Anh thử làm cho nó di động coi. Dễ dàng thôi mà. Vậy là được rồi, thấy chưa? Không phải dùng bàn tay, mà là dùng cặp mắt của anh nhìn thẳng nó, dùng sức ý chí của anh. Cũng được, có thưởng gì đây? Anh muốn được thưởng cái gì? Hôn một miếng nha, được không? Làm được rồi mới nói. Được mà. Miếng đi. Tôi không sợ anh ăn vàng. Nếu anh thổi được nó chạy, tôi sẽ hôn anh. Được mà. Được chứ, sao là không được. Ê, hay là mình thử người nha. Ê, nè, cô coi nha. Lùi lại, tiến tới. Lùi lại, tiến tới. Anh thành công rồi, anh thành công rồi. Nếu như được cổ võ thì tôi sẽ làm khá hơn. Được, anh làm tiếp đi, làm tiếp đi. Được. Quẹo trái, tiến thẳng, lên lan can. Còn có thể làm khá hơn mà. Nhảy xuống dưới, nhảy xuống. Cái thằng mất dịch này, yêu cô gái bắt bằng dài nhảy lâu, biểu mình đi chết. Được, nhảy thì nhảy. Chết đi. Sao lại chút nghe chút không nghe vậy? Nhưng mà đừng sợ, tôi sẽ thử lại cho cô coi. Được. Ủa, cái đó có bị rồi. Nó đi. Đúng rồi. Hai đi chết đi. Rồi. Mày là thằng mất dịch mà. Biến lại. Đừng cái ông nội của mày. Biết tao nhảy lầu mày chơi cái gì đó hả? Muốn lấy mạng của tao cho hả? Tới gì đó hả? Cô này nói tôi không có siêu năng lực. Ê, siêu năng lực à? Nếu như mày có siêu năng lực à, chuyện đầu tiên mày muốn làm gì hả? Phải ha. Đúng rồi, việc đầu tiên con muốn làm cái gì hả? Tôi. Việc đầu tiên tôi muốn... Tôi muốn cởi nút áo của cô. Cởi nút áo của cô. Ây da. Lột quần cô ra đi. Lột quần cô.
Lột quần của cổ. Lột quần của cổ. Tại sao như vậy chứ? Tại sao như vậy chứ? Sự thật chứng tỏ mình có siêu năng lực. Nếu có siêu năng lực, tại sao mình tụt quần là cổ không bị? Nhưng mà sự thật chứng minh mình có mặc quần, cổ đâu có mặc quần. Có đúng không? Coi đi. Mình đi coi coi. Đi đi. Thật ra tham gia kế hoạch nghiên cứu này rất có giá trị, nhất là thể nghiệm được một con người mới hoàn toàn. Mà đi vào thế giới suy tư của một người khác, nói cho văn nghệ là thế giới nội tâm. Thế giới nội tâm? Phải. Đàn ông dùng mọi cách đi cua đàn bà chỉ vì muốn đi vào thế giới nội tâm của người đàn bà thôi. Nhưng mà loại đi vào này là thuộc loại ở hạ tầng thôi. Loại mà ông nói là loại tầng cao đẳng hả? Không sai. Loại đi vào mà tôi nói không phải là đàn ông đi vào tim đàn bà, mà là người tầm thường đi vào của người bệnh, đi vào bệnh thần kinh. Cha, đi vào suy tư của một người bệnh thần kinh sẽ bị điên đó. Tôi mong là đi vào đó. Tại sao những người bị bệnh đó lại nổi điên như vậy? Ê, ông nói vô là vô sao? Làm sao mà vô được chứ? Chào. Nằm lên đi. Tao biết rồi. Chuẩn bị vào tình tự thứ nhất nha. Hai. Thì là hắn à? Nhưng mà nhìn tướng hắn không bị mát mà còn biết chào hỏi tôi đó. Tôi nói với hắn là anh bị điên, điều anh đi vào đầu óc của anh. Có anh có gì không ổn? Tốt. Nè, bây giờ mình bắt đầu nha. Cầm trước đi. Ê, coi tôi bị điên thật sao? Có sao đâu, anh có bị điên mà. Này, anh cầm cầm. Quý vị tới đây làm gì vậy? Ồ, thì để coi anh làm gì đó. Bận tâm cho người già chúng tôi vậy, anh thuộc viện dưỡng lão nào vậy? Là nhà thương niên Thanh Sơn mà. Tôi cũng đón biết anh mắc gì mà. Phải đối phó bọn Cường thì là phải xả giao với thằng bất gì. Ê, tối nay không sao rảnh được. Ma cà rồng? Ê, ông nói là có ma cà rồng hút máu hả? Anh không tin hả? Theo tôi vào đi. Cái đó là cái gì vậy? Nè, bây giờ anh biết làm rồi chứ gì? Cầm lấy đi.
Bây giờ anh đã làm xong rồi. Đi được chưa? Cái gì đi ạ? Bao nhiêu cương thi chừng nào mới đập cho hết? Nè. Tại sao lớn như vậy? Nhỏ thì đập cương thi nhỏ, lớn thì đập cương thi lớn. Mình chia nhau là tìm đi. Tìm? Biết tôi đi tìm. Mà, nè. Nè, cầm lấy đi. Nếu như anh thấy có cương thi đừng bao giờ, đừng bao giờ dùng những chữ giống nó nhờ. Anh không phải là người đầu tiên khen anh. Nị dạo diện, ngỡ dạo diện, nị hình hay ngỡ lời diện. Tôi không phải cùng chữ với cô đâu. Tôi và anh thật có duyên mà không phận. Cái gì? Kiên Hiệt, A Sam Kiên Hiệt, A Sóc Tô Kiên Hiệt, lên chạy lấy kiên cho mẹ. Đã quyền máu chưa? Tôi không trùng máu với anh đâu, tôi không trùng đâu. Trùng mà. Ây da. Dạ dịch. Thì ra là ông hả? Dạ dịch. Ây da. Dạ dịch. Có gì không? Cậu tưởng là vậy tôi ngã té sao? Té chết cũng đáng mà. Đưa mấy tấm cặc ABC cho tôi đi đối phó mà cà rồng. Có con mà cà rồng loại gì cũng hạp đó. Tôi biết. Tôi cố tình để anh sợ làm quyết tâm để anh đi giết cường thì tôi. Ây da, ông đừng có phá tôi nữa. Ê, còn nửa canh giờ đó là trời sáng rồi. Đúng đêm thật sao? Chết đồ nghề đi. Tôi giờ nấp lên anh đập chúng nhờ. Tôi tôi giờ nấp anh đóng đi. Không có được, tôi già tay run rồi nên lần nào cũng đóng không chết nó. Anh đóng đi. Đi. Chưa? Đúng rồi, đóng đi. Tôi đã đóng xong rồi, coi đi. Không cần coi đâu, được rồi. Bên kia, đi. Đóng đi. Là tôi. Anh rành tay mà, đóng đi. Trời nặng quá, giúp tay đi. Đánh đi, nhanh đi. Đóng. Ông cô, đúng chỗ chưa? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Vậy là mình đậy nắp lại hả? Hãy
làm sao đây? Về dịch ra của tôi. Kéo bàn cửa sổ ra. À, được. Dây dịch nó không sợ ánh sáng. Dây dịch ôm chặt tôi đi. Mắc cái rồng sợ rồi, nó chạy rồi. Đừng có cho nó chạy. Qua coi. Hả? Ông cũng sợ chứ. Dây dịch. Ông làm gì vậy? Đóng cường thị. Đừng có đóng tôi không chơi nữa. Ê, bình tĩnh. Dĩ nhiên là ông bình tĩnh rồi. Ông không đi dạy chim bao mà coi. Thứ tiền này tôi không muốn kiếm nữa đâu. Đừng vậy mà. Đàn ông đâu có thể yếu đuối như vậy chứ. Vậy thì tôi không làm đàn ông nữa. Đừng vậy mà, nếu anh không giúp chúng tôi thì kế hoạch nghiên cứu của chúng tôi sẽ bị chậm trễ. Mà anh dặn chút đi hả? Cô đừng có tốn nước miếng, cô nói gì cũng vô dụng thôi. Anh Vĩ à? Có ngon không? Ừ, ngon lắm. Vậy làm thực nghiệm tiếp đi nha. Được. Tôi không chơi nữa. Làm đi. Em xin anh mà. Đó. Em hôn anh không phải là muốn anh làm thực nghiệm cho em đâu. Anh biết anh làm thực nghiệm cũng không phải là vì muốn hôn em đâu. Anh là muốn nghỉ chơi hả? Không phải muốn mà quyết định không chơi. Là nào anh cũng nói như vậy á? Nếu như tôi làm tiếp tôi không bị điên, không biến thành điên đó. Anh giúp em thêm một lần nữa đi. Coi như em giúp anh một lần, đừng bắt anh làm nha. Anh Vĩ à? Ừ. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Thank you.
tôi. Anh đang làm gì? Có làm cái gì tôi làm cái đó. Anh lưu manh, chưa được người ta đồng ý để vào giấc mộng của em. Vậy là lưu manh, các người cũng đâu có hỏi để bắt tôi đi vào cơn mộng. Hỏi thì khác mà. Có gì khác? Các người thì tìm đủ mọi cách muốn biết tại sao người ta bị mát dây. Tôi cũng muốn biết tại sao các người lại tìm đủ cách để giữ tôi lại. Không ai giữ để lại đâu. Anh tính đi thì cứ đi đi. Cô. Được, tôi đi. Từ nay không trở về. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cô. Bye bye. Kìa, cái thằng mập kia. Chỉ nhau chặn nó đi. Đi. Đại ca, hắn chỉ chúng mình được. Nhóc con, mày cũng thiệt to gan hả? Mày dám chỉ chứng tụi tao. Hãy mời nó ra cho được. Dạ. Thank you.
Thương. Người bị thương đã được nhân viên của nhà thương khiêng ra, và tính mạng của hắn có thể bị nguy hiểm không? Chúng tôi sẽ lồng bác vào. Chuyện gì vậy? Nhảy lầu à? Dù nhảy lầu á cũng là bị ép thôi đó. Lầu 10 đến lầu ác liệt lắm. Hả? Thằng con bị chết ở bãi đậu xe. Đại quý Châu, ông có ý kiến về vụ án này không? À, xin lỗi nha. Tôi cũng vừa mới tới thôi. À, có gì không hiểu hỏi thiếu úy Cao đi. À, xin lỗi. Thiếu úy Cao, không làm mất thời giờ của anh đâu. Anh Vinh, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Tối qua đã xảy ra một vụ án công sát, một tử một bị thương. Người chết là một nhân viên cảnh sát tên là Trần Cô. Kẻ bị thương tên là Tăng Chí Dĩ, tại giữa trên cao té xuống, thương tích rất nghiêm trọng, đã chuyển qua phòng thiết bị não bộ điều trị. Theo tin của hiện trường, kẻ bị thương từ trên lầu 10 té xuống. À, xin lỗi. Chi, chờ thêm một lát, bây giờ tao tới cứu mày. Anh đến đây làm gì? Tôi về làm thực nghiệp. Không được. Tại sao không được? Anh nói tới thì tới, nói đi thì đi. Còn chỗ này là cái gì? Không được cũng phải được. Nhưng đây không được. Thằng bạn già của tôi bị tái xuống đường vô cớ, bây giờ bị mê man, tôi phải đi vào não bộ của nó coi xảy ra chuyện gì. Anh còn nhớ không? Anh ấy nói là không đến về làm thực nghiệp với chúng tôi, mình bị ổi. Phải. Nhưng bị ổi tôi không phải làm. Nhưng tôi không cho anh làm. Tôi nhất định phải làm. Đại gì? Anh đợi tới hả? Cô Linh, có tiền mảnh gì hả? Phải đó diện trưởng. Tại vì bệnh nhân là bạn của anh Dĩ, cho nên tôi thấy anh Dĩ làm thực nghiệm này là tốt nhất đó. Vậy thì tốt rồi. Để gì? Chuẩn bị xong là ra nhà. Dạ biết rồi, viện trưởng. Cảm ơn. Chi? 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 Viện trưởng, anh sao rồi? Thì anh ngủ rồi. Làm ơn, anh may mắn lắm. Từ trên cao té xuống chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Ờ, đại diện à? Đây là đại quý Châu phụ trách về vụ án này, Miêu đại diện. À, chào. Chào. Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu ngay. Ờ. Chuẩn bị.
giết người. Tôi đã giết người hay là bị người ta giết hả? Ờ, tôi thấy người giết người, rồi người đó lại giết tôi đó. Từ đó ra. Ờ, giờ trước tôi thấy người ta ăn cướp, thì tôi đi chỉ chứng bọn đó. Anh em có đám người đó tìm tôi trả tù, đuổi giết tôi. Rồi tôi chạy vô bãi đậu xe, tôi thông minh lắm, núp ở trong chiếc xe. Ai dè bị họ phát hiện được, trong lúc nguy ngập, có người chạy ra đuổi đám người đó đi. Cái người đó lại bị người ta giết đi. Rồi cái người đó giết tôi, lại đòi giết tôi. Người còn chưa nói mình ở đâu nữa đó. Nó đòi giết tôi nữa đó. Anh có thể cho tôi biết anh nhìn thấy gì trong giấc mơ của người bệnh không? Tôi không nhìn thấy gì hết. Thật là không nhìn thấy gì? Phải, tôi tưởng của anh rối loạn. Bao giờ thì nhìn thấy mà. Bao giờ thì thấy cái cô làm trong công ty. Nhưng mà tôi nghe rõ ràng anh nói là có người muốn giết anh. Có lẽ thật có người muốn giết anh, nhưng mà tôi không nhìn thấy gì hết. Xin chờ. Tôi đi ra trước.
Trần con có gì không ổn? Bắt đây các anh phải ra tay hả? 20 kg xì ke mình hốt được. Thôi bất dịch để đòi chia phân nữa. Nếu không thì khai ra chuyện của mình. Máy là ta thử tiêu nó kịp thời. Nếu không cả đám con không xong. Nhưng mà cần gì anh ra tay chứ? Cũng vậy thôi. Cũng ca sĩ đó sao? Tôi đã điều tra rõ cổ ở đâu rồi. Thằng Huy với Mỹ Lợi đang canh chừng nó. Tại Đại Quý Châu liền anh chí xuống đường. Phải. Chính mắt tôi thấy mà. Anh không phải đích mắt thấy mà là thấy trong giấc mơ. Vậy có khác biệt gì chứ? Không ai tin anh có thể đi vào giấc mơ của người ta. Cho nên anh nói có gì cũng không có ai tin anh đâu. Phải. Phải rồi. Ở trong bãi đồi xe cũng có người nhìn thấy Đại Quý Châu giết người là một con ca sĩ. Nữ ca sĩ. Xin hỏi tìm ai hả? Xin ai gì? Chị hỏi cô Phương có nhà không? Tìm cô Phương có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Ông chờ một chút nha. Mời vào. Mời tự nhiên nha. Cảm ơn. Ông ngồi chơi một chút, cô Phương ở trên lầu. Tôi lên chảnh cho cổ nha. Cảm ơn. Thức dậy đi, anh đi làm mà. Có đói bụng không hả? Anh đi lấy bánh cho em ăn nha. Được. Thank you.
điện vậy? Có chuyện gì vậy hả? Ê, đứng lại. Bác Hà, tôi tới tìm cô Phương. Đừng có làm gì. À, ê, đứng yên nha. Ông vui vô ra đây. Bác cảnh sát, mở lên. Nhận ra tướng Mẫn sao? Phải. Vậy thì cô nhớ dài thật. Cô hai, cô hai. Đứng lại, đứng lại. Kết quả ra sao? Đừng có nói nhiều, có bị thấp trưởng giết rồi. Hả? Người bị giết sau này sẽ là anh Chí. Giết anh Chí? Có lẽ hắn đang giết tôi đâu. Vậy bây giờ làm sao đây? Nè, cô dẫn anh Chí rời khỏi phòng trước. 15 phút sau tôi sẽ chờ ở cửa lớn. Dẫn anh Chí ra đi, nhớ nha. Dạ, em biết, em biết rồi. Ở mình qua bên kia nha. Là chị, nếu như không hả, chị không dẫn em đi đó nha. Phải, nếu mà em nghe là chị dẫn em đi chết không? Phải, em nghe lời chị đưa em đi chết. Nghe. Một chút thôi, anh Chí đã ngủ rồi. Hồi nãy em thấy có một người lạ mặt đi tới đi lui đó. Hay là anh đi ngay đi. Ê, anh phải cẩn thận nha. Em cũng phải cẩn thận. Vào 8:15 chiều nay, nhà có một cô ca sĩ nổi tiếng ở Ba Thân Thủy đã xảy ra án mạng. Cảnh
cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã bỏ chạy, tên là Miêu Đại Dĩ. Và cảnh sát nên tầm đã hung thủ. Nếu như có ai phát hiện, xin liên lạc với cảnh sát chúng tôi. Sớm muộn sẽ có ngày minh bạch mà. Bây giờ cảnh sát đang tầm nã đại diện. Mình có nên tới thì cảnh sát kể chuyện ở đi vào giấc mơ thấy được Đại Quý Châu giết người đó cho họ nghe không? Cái chuyện này thật là khó gỡ lắm. Tại vì kết quả thực nghiệm đi vào làn sóng điện não của mình tạm thời chưa có tổ vệ sinh quốc tế nào thừa nhận. Cho dù tôi có nói gì cũng không có ai tin tôi đâu. Càng không có địa vị và hậu quả đứng trên pháp luật. Alo. Alo, Đại Dĩ đây. Sao hả? Phải anh Chí đang uống thuốc không? Phải. Nếu như không có thuốc thì sao? Không sao đâu, chỉ là bị mắc dây thôi, nhưng mà không hại người đâu. Không được, anh lập tức đem thuốc của anh tới nhà. Hẹn gặp ở nghĩa địa xích trụ, nhanh nha. Thôi vậy nha. Viên trưởng à. Ai, cô đừng có nói với tôi là anh ở đâu nha. Tôi không mong là khi anh có rắc rối, cô sẽ nghi ngờ là tôi báo tình. Như vậy, tôi đi trước nha. Làm ơn nghe để xích trụ. Đá nha. Đứng dậy. Anh đưa anh xuống nha. Dạ. Em có chân đồ đạc nha. Ê, dạ có chuyện. Chạy mau lên đi, rượt tới đây đó. Oh!
Vô tìm. Ha 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 ha!
相信，我现时。